Hy vọng là sau buổi này thì anh em có thể về tìm hiểu thêm thông tin để đọc kỹ hơn về những cái tip này. Tip đầu tiên nhá. Tip đầu tiên là tip I want. Cứ ghi rồi anh giải thích cơ. Đây là một trong những cái mà khi mà anh biết là nó thay đổi cuộc đời anh rất là nhiều. I want tức là tôi muốn. Con người mình ấy kết nối với thế giới. Với thế giới này này, với cuộc sống này, này. Qua những thứ mà mình phát ngôn ra thế giới. Và những thứ mà mình thể hiện qua ngoại hình qua thế giới. Ví dụ lúc mới đẻ ra thì khi mà mình khóc là bố mẹ biết là cho bú. Thì đấy là một cách mình phát ngôn ra thế giới, mình đưa thông điệp ra thế giới và thế giới họ phản hồi cái thông điệp của mình. Đấy, hay ví dụ là anh em nếu mà đi ngoài đường ấy mà mình cầm túi mình xách lễ thế theo ấy thì đấy là cái thông điệp của mình gửi ra thế giới, đấy là mình đang xách túi thì ví dụ xe ôm họ sẽ đến chẳng hạn. Thế mình cứ đưa gửi thông điệp ra thế giới thì thế giới họ sẽ phản hồi. Mà con người ta không có được gì từ thế giới là bởi vì họ không rõ ràng về điều họ muốn. Họ không biết đưa ra những cái hành động họ muốn, hoặc họ không biết phát ngôn ra những cái ngôn từ mà họ muốn từ thế giới, cho nên là họ không nhận được những cái điều họ mong muốn. Thì cái I want này này là một cái mà để anh em luôn hướng tới là mình sẽ nói ra cái điều mình muốn để thế giới nó phản hồi lại mình, nó mang lại mình những cái giá trị đó. Ví dụ sếp hay bảo là đừng có đi trễ nhá, thì đấy không phải thực sự là điều sếp muốn. Điều muốn thực sự ở đây này là đi đúng giờ nhá, đi đúng 9 giờ nhá, đúng 9 giờ có mặt nhá, hoặc là 8 giờ 50 có mặt nhá, thì đấy là thông điệp đúng, đấy là phát ngôn ra điều mình mong muốn. Đấy, hay ví dụ là thấy nhân viên nó không gọi điện, nó lười chẳng hạn, thì bảo nhân viên là lười như mày thì có chốt khách vào mắt, thì đấy là phát ngôn ra cái điều mình không muốn. Còn điều mình muốn thực sự ở đây ấy, đấy là nhá, em bây giờ em phải chăm chỉ lên, nhiệt tình lên, em mới đi làm thì thời gian làm việc có phải nhiều thì mình mới mong sớm chốt được khách hàng, thì đấy là nói những điều mình muốn. Hay ví dụ ở nhà bố mẹ mình, ví dụ thấy bố uống rượu nhiều ấy, thì mẹ sẽ nói gì, uống gì mà uống lắm thế, thì bố sẽ phản hồi lại cái đấy là nói gì mà nói lắm thế. Thay vì thế khi mà mình học xong chương trình này về, mình hãy dạy mẹ mình cái cách mà nói cái điều mẹ mong muốn. Điều mẹ mong muốn ở đây là gì, uống ít. Cụ thể hơn nữa là anh ơi, anh là trụ cột gia đình, mẹ con em trông cậy hết vào anh uống 2 chén thôi nhé. Thì đấy là nói điều mình mong muốn. Đấy là trong cuộc sống này có rất nhiều thứ mà khi mà mình phản hồi ra là thế giới họ sẽ đáp lại ngay, cho nên là anh em phải rất rõ ràng về điều mình muốn. Đấy nên là học xong chương trình này từ sau là chỉ nói những cái điều mà mình muốn thôi, đừng nói điều mình không muốn. Đấy, ví dụ mình gặp một đứa mà nó đang buồn chẳng hạn, ví dụ nó vừa mất xe mà bảo bạn ơi bạn đừng buồn nữa, thì cái đấy là nói điều mình không muốn đúng không, mà phải nói cái rõ ràng hơn là bạn ơi bạn vui đi, bạn ơi bạn vui hơn đi, của đi thay người, ví dụ thế. Thì đấy là văn hóa I want, nói điều mình muốn. Tiếp thứ hai là không sáng tạo lại bánh xe. Tức là có những thứ trên thế giới này người ta làm chân chu lắm rồi, làm đẹp lắm rồi, nó có sẵn hết rồi, nó có sẵn hàng bao nhiêu năm rồi, mình có thể dùng dễ dàng rồi, nhưng mà nhiều người lại cứ thích đi sáng tạo lại những cái thứ nó sẵn có đấy. Ví dụ đưa cho các em một cái quy trình làm việc với khách hàng, thì đấy là cái quy trình mà nó đã được trải nghiệm qua rất là nhiều thế hệ rồi, qua rất là nhiều khách rồi, chốt hàng trăm hàng nghìn khách rồi, nó mới ra được một quy trình như thế, là bao nhiêu người họp vào để cùng viết lên một quy trình rồi. Đưa cho anh em, em cứ bảo không khó lắm anh ạ, em tính em khác, em không làm theo quy trình này. Đấy là một dạng sáng tạo lại bánh xe đấy. Hay ví dụ là bảo là khách đăng ký 10 giờ đêm thì em cứ gọi bình thường, nhưng mà mình dạy nhiều đứa thì nó lại cứ bảo anh ạ không, theo em thì không nên gọi sau 22 giờ. Thì đấy là một dạng sáng tạo lại bánh xe. Và anh em lưu ý ở đây này, tất cả những cái trường hợp mà sáng tạo lại bánh xe kiểu như thế là rất khó thành công trong cuộc sống, bởi vì những cái thứ nó đã là quy chuẩn rồi, anh em đã được học nó rất là rõ ràng rồi, thì mình cứ áp dụng là ít nhất là anh em phải thành thạo đã, còn sau này thì mình sáng tạo lại sau. Tức là anh em hiểu đơn giản là những cái gì mà nó đã là quy trình, thế giới nó đã công nhận rồi, số đông nó đã công nhận rồi, thì anh em mình cứ thế, cứ làm, cứ áp dụng. Rồi, đấy xong cái thứ hai nhá. Cái thứ ba này, cái này rất là hay, anh rất là thích. Your mother is not here. Hiểu đơn giản là mẹ mày đéo ở đây đâu. Tức là ngày bé khi mà mình ở nhà ấy, mình ăn xong mình nghĩ ra là mẹ mình hay dọn cho mình. Và lớn rồi ấy, nhiều bạn vẫn có thói quen thế, dùng lấy cốc nước ở kia, uống xong đặt luôn chỗ mình. Vì ngày bé là nếu như mà các bạn đặt thế là có mẹ các bạn đi dọn, nhưng mà lớn nó không thế nữa, nó mới sinh ra một cái tính bừa bãi, một cái tính cẩu thả. Chuyên luôn có cái tư duy là mẹ mày đéo ở đây để dọn cho mày đâu, thì là mình sẽ ngăn nắp. Tức là khi mà mình đụng vào cái đồ gì đó, khi mà mình dùng xong ấy, là mọi thứ nó phải trở về nguyên chỗ cũ. Ví dụ mình đến công ty làm việc, cái ghế nó đã được đẩy sát vào bàn rồi, mình ngồi xuống làm việc xong khi đứng dậy ra về là mình phải đẩy cái ghế lại vào chỗ cũ. Hay ví dụ khi mà bạn đến nhà cũng thế, đồ đạc các thứ của người ta
nó để như nào ấy, khi các bạn dùng xong, các bạn mượn xong phải trả về đúng như cũ. Mượn xe mượn cộ cũng thế nha, đổ đầy xăng vào, rửa sạch sẽ đi, thì đấy là mình dùng xong đồ là mình phải trả lại nguyên vẹn cho người ta, thậm chí là nó còn hơn cái mức ban đầu. Thì mình phải có tư duy như thế thì sau này mọi thứ, cái cuộc sống của mình nó mới ngăn nắp. Cái người nào ấy mà nhìn cái góc làm việc của họ nó bừa bộn ấy thì y như rằng là về nhà giường ngủ của họ cũng bừa bộn, căn nhà của họ cũng bừa bộn, tư duy cũng bừa bộn, mối quan hệ cũng bừa bộn, yêu đương bừa bộn. Đấy, còn người nào mà có cái tính ngăn nắp, cái tính sắp xếp ấy, thì các bạn nhìn ngay cái góc làm việc, nhìn ngay cái cách mà người ta sinh hoạt là các bạn thấy rõ luôn. Thì đấy là do Mother Is Not Here, đó là chiếc ly rỗng. Clip này anh cũng nói với cũng khá các bạn, tức là khi bạn đến một nơi mới, một tổ chức mới thì hãy mang một cái tâm thái chiếc ly rỗng. Chiếc ly rỗng là chiếc ly không có nước, và khi người khác đổ nước vào đó thì bạn sẽ nhận được trọn vẹn lượng nước đó. Còn nếu như trong cái ly ấy, đã là có nước sẵn như này này, nếu như bây giờ bạn mang một cái ly có nước sẵn, ví dụ đến làm việc tại Pan Home mang một chiếc ly có nước sẵn như này, nhưng mà anh lại rót vào đây nó là Coca chẳng hạn, thì đây nó thành một cái nước mà không phải nước lọc cũng không phải Coca, không uống được. Cái này nhiều bạn đã có kinh nghiệm về sale, đã có kinh nghiệm về bất động sản, đặc biệt lưu ý, nếu như mà các bạn mang những cái tư duy cũ, một cái tâm thái không đón nhận, mang những cái công thức cũ đến và mình kết hợp với lại Pan Home mà mình làm nó không trọn vẹn ấy, thì nó sẽ ra một cái loại công thức mà mình không dùng được. Ở đây anh em ấy là luôn có tâm lý là mình phải rỗng để mình học hỏi được nhiều. Và có một cái từ mà anh đã bảo các bạn là nhất định cuộc đời này phải bỏ đi, đừng bao giờ nói đến nó, đừng bao giờ dùng nó nữa ấy. Đấy là từ gì nhỉ? Tôi biết rồi. Từ đấy được thay bằng từ gì anh em? Tôi hiểu rồi. Đấy, đừng bao giờ nói tôi biết rồi ấy nhá. Ví dụ anh chị đang định đào tạo cho bạn một cái tư duy, một cái cách làm khách mới, bảo cái này em biết rồi, em cũng làm theo chị rồi, em làm theo anh rồi, em làm từ trước khi anh bảo rồi. Nếu mà như thế thì sau này các bạn không được dạy nữa đâu, không ai muốn dạy nữa đâu, và mình trở thành một cái người mà không được đào tạo, người ta không muốn đào tạo thì mình rất là khó phát triển. Thà có câu là thà là ngu hẳn thì để người ta thương còn hơn dở dở ương ương thì người ta ghét. Cái ông mà không làm được gì mà mặt cứ vênh lên tinh tướng xong bảo là em là phải làm theo cách của em, loại đấy là vo tròn bóp méo thì nó cũng là cục đất sét thôi, không dạy được đâu. Anh em đừng vào trường hợp đấy, lúc nào cũng phải rỗng, lúc nào cũng là ví dụ gặp một cái vấn đề đấy rõ ràng là mình cũng đã biết rồi mà người ta hỏi là em biết vấn đề này chưa, thì mình cứ khiêm tốn mình trả lời rằng là vấn đề này em cũng đã được nghe nhưng mà em chưa hiểu lắm, thì anh có thể chia sẻ thêm để em hiểu hơn. Đấy thì người ta muốn dạy. Đấy, bởi vì có khi người ta dạy mình lại học được cái mới, hoặc là kết hợp với những điều mình đã biết thì mình lại học được cái mới. Còn tự đắc, tự nghĩ mình giỏi rồi muốn thể hiện là tôi là người có khả năng thì chậm phát triển. Rồi tiếp thứ 5, đó là luôn tư duy như ông chủ. Dù mình đến đâu, dù mình ở đâu, dù mình làm gì, làm công việc gì, mình làm với ai, mình hãy luôn nghĩ mình là chủ. Là chủ ở đây nghĩa là mình phải chủ động làm những công việc kể cả là chưa được giao, và mình phải có cái tư duy bao quát. Ví dụ nếu mình là chủ, đến công ty thấy công ty bẩn thì cầm cái chổi lên mà quét, thấy nó bừa bộn mà dọn được cái nào thì dọn nó gọn vào, thì đấy là chủ. Hay trong một mối quan hệ cũng thế, ví dụ bạn mình với mình mà đang mâu thuẫn, đang chưa giải quyết được, thì nếu như mình tư duy mình là chủ còn nó là nhân viên thì mình sẽ không ngang hàng với nó nữa, không chấp nó nữa, sẽ có thể cho nó được nhiều hơn thì cuộc sống nó lại nhẹ nhàng hơn. Đấy, luôn tư duy ông chủ, luôn nghĩ là làm sao để mình phải hoàn thành vấn đề này tốt nhất. Đấy, hoặc là nghĩ đơn giản là nếu mà trường hợp này, ví dụ là nếu mình là sếp thì mình sẽ làm gì, hoặc ví dụ bây giờ sếp của mình đang là anh Đức chẳng hạn, thì trường hợp này anh Đức anh sẽ xử lý như nào, có cáu không, có quát không, có sân si không. Đấy, tư duy ông chủ này nó cũng đi kèm với một cái là các bạn đừng bao giờ để mình rơi vào cái trạng thái là tư duy của nạn nhân. Tư duy nạn nhân là như nào, là nó hay nói rằng là tại môi trường, rồi tại anh, tại chị, tại khách hàng, tại chính phủ, tại chính sách, tại thời tiết, tại mọi thứ, nhưng mà có một thứ duy nhất là tại mình thì không thấy nó. Thế đừng bao giờ để rơi vào tư duy nạn nhân. Tư duy phải chịu đựng, tại vì nó xấu tính cho nên em làm với nó em khó chịu. Cho mình không cho đi nhiều hơn, cho mình nghĩ thoáng lên. Mình bao dung với mình ở tâm ông chủ đi thì nó khác. Rồi đấy là tư duy ông chủ nhá. Theo đấy là
thói quen thì sẽ quan trọng hơn kết quả. Cái năm thứ nhất anh học đại học ấy thì kiểu mình cố gắng cả 12 năm rồi mà sau khi vào đại học thì mình rất là thỏa mãn. Bởi vì cái lúc học lớp 12 ấy thì mọi người cũng hay bảo nhau rằng là cố lên đi thi xong đại học rồi chơi thoải mái. Anh em ở đây có được nghe tư duy đấy không? Có bảo nhau tư duy không? Xong là mình vào cái năm nhất ấy, mình cũng chơi cho nó thoải mái luôn. Chơi cho nó thoải mái thì kết quả là khi mà thi cuối kỳ thì anh toàn được 4-5 điểm. Nhưng mà qua hết môn. Trong khi đó cái thằng bạn anh nó ở cùng phòng với anh ấy, nó học rất là chăm chỉ. Thì nó lại bị trượt mất mấy môn. Thì mình mới cười, mình bảo đấy học lắm thì cũng trượt thôi. Đấy, nhưng mà nó bảo anh ấy là ông trời không phụ người có công đâu. Đến bây giờ anh vẫn nhớ câu đấy. Và kết quả là kỳ sau anh từ 4 năm là nó rớt xuống là 3 phẩy mấy, là trượt mấy môn, còn nó không trượt nữa. Kỳ sau nữa thì anh cũng vẫn trượt vài môn và lúc đấy nó học bổng. Thì cái câu chuyện ở đây anh muốn nói với anh em ấy là có thể cái kết quả mình đạt được ấy, nó là may mắn. Anh em mình đừng tự hào. Cái thói quen để nó tạo ra cái kết quả đấy nó mới là quan trọng. Có thể hôm nay các bạn bán được nhiều, doanh số các bạn cao, nhưng mà các bạn nhìn lại xem là có thực sự là mình xứng đáng với cái doanh số đấy không? Hay là nó may mắn là do dự án tốt, do thị trường tốt, do người khác hỗ trợ, do đội chủ đầu tư nó làm tốt, do đơn vị bán hàng nó phát triển sản phẩm quá ngon, do thị trường nó khan hiếm. Tôi anh sợ nhất là những cái bạn mà mới vào công ty ấy mà có giao dịch luôn. Thì nó nằm trong hai trường hợp. Một là đấy thực sự là super sale, học rất là nhanh, thì sau này trở thành những người mà nổi bật, trở thành những người gánh vác cả team. Nhưng nó cũng có trường hợp còn lại, đấy là cái trường hợp mà may mắn đạt được. Thì cái trường hợp may mắn đạt được đấy và người ta vẫn làm với cái cách người ta vật vờ, người ta làm có một xíu thôi, thì rồi kết quả 1, 2, 3 tháng sau là thấy rõ luôn. Không bán được, bán chậm, bán yếu. Thì đấy, anh muốn nhắc các bạn là thói quen quan trọng hơn kết quả, cho nên mình bắt buộc là phải xây dựng thói quen tốt. Cái thói quen đọc sách ấy là một thói quen rất là tốt, thói quen bắt buộc phải xây dựng. Mình cũng giống như cái máy tính ấy, thì những cái thói quen đấy nó giống như phần mềm ấy, thì phải cài cho mình những cái thói quen tốt thì mình sẽ trở thành con người tốt, còn cài thói quen xấu thì là con người xấu. Ví dụ các bạn điểm danh lúc 6 giờ, nếu như các bạn xây dựng được một thói quen là 5:30 dậy, sau đó điểm danh, sau đó đi chạy, sau đó về ăn sáng, tắm rửa. Có thể ngày 1, ngày 2 nó hơi mệt, ngày 3, ngày 4, ngày 5 mà. Rồi đến ngày 6, ngày 7, ngày 10, ngày 20 là các bạn rất khỏe, rất sảng khoái. Nhưng nếu mà 6 giờ 5:30 dậy điểm danh ấy, xong lại chui vào chăn ngủ ấy, anh thì làm sao biết được, các bạn khác partner mình cũng làm sao biết được. Thì kết quả là các bạn cũng không bị sao đâu, cũng không ai check ra đâu. Nhưng mà rồi thời gian ấy, rồi cái kết quả nó cũng trả lại các bạn rõ lắm. Thấy rõ luôn. Rồi cũng lại có ngày mà ngủ gật, ngủ quên thôi mà. Đấy, nên là thói quen quan trọng hơn kết quả, bắt buộc phải xây dựng thói quen tốt. Tiếp một cái tip nữa này, luôn tư duy mình là người mới. Các bạn cứ nhớ cái lúc mà mình mới đi làm. Thế là cái này anh chia sẻ thì nó sẽ hợp với những cái bạn mà các bạn đã làm được một thời gian rồi. Thì ngày xưa khi mà anh vào công ty ấy, thì sếp cũ của anh là nhắc anh một điều à. Đức ơi, anh thấy mày chăm chỉ ấy, nhưng mà anh chỉ sợ khi có tiền rồi mày không chăm nữa thôi. Và câu chuyện nó đúng như những gì mà người ta trải qua, người ta đã nhìn nhận rõ. Tức là khi mà mình, anh em ở đây này, những bạn sale ở đây này, khi mà mình bắt đầu kiếm được tiền ấy, bắt đầu thấy trong tài khoản có 125 triệu ấy, anh em để ý cái thời điểm đấy chính là thời điểm mà mình sống cẩu thả hơn, mình lười biếng hơn, mình cho phép mình có thể ngủ dậy muộn hơn một tí, mình cho phép mình có thể ngừng cố gắng hơn một tí. Nhưng đấy là chính là cái điểm mà mình đi xuống đấy. Nên hôm trước khi mà ở ngoài quán thì anh mới nói với đội nào, đội kinh doanh 1, anh bảo là trở ngại lớn nhất của thành công ngày mai là thành công của ngày hôm nay. Nên mà khi mà các bạn mà đạt được điều gì ấy rồi ấy, các bạn quên nó đi. Nó chỉ là kết quả. Cái thành công, cái kết quả của ngày hôm nay ấy, nó phản ánh cái nỗ lực của ngày hôm qua. Còn bạn muốn có kết quả ngày mai thì bạn phải nỗ lực từ ngày hôm nay. Cho nên ngày hôm nay mà bạn đã đạt được kết quả tốt rồi thì bạn bỏ qua đi. Coi như là khởi động lại từ đầu đi.
tư duy người mới, chịu khó học hỏi hơn, vẫn học hỏi như ban đầu, vẫn tâm lý như ban đầu. Có nhiều bạn thì mới vào, mới đi làm thì gọi là tôn trọng các anh chị lắm, các anh chị dạy dỗ, các anh chị chỉ bảo, yêu quý các anh chị. Nhưng mà chỉ được sau một thời gian mới bắt đầu học và bắt đầu có chút kiến thức, bắt đầu có chút kinh nghiệm thì lại quay lại bất mãn, quay lại không hài lòng. Thì những cái tư duy đấy cũng là những cái tư duy mà làm các bạn cũng không phát triển được. Nên là luôn là tư duy mình là người mới, mình cần phải học hỏi, mình phải trân trọng những cái người mà mình đã giúp đỡ mình, đã dạy bảo mình. Rồi, tư duy tiếp theo. Tư duy tiếp theo là tư duy phải được huấn luyện. Có một câu chuyện như này các bạn sẽ gặp được rất nhiều ở trong cuộc sống. Tức là có anh võ sĩ, anh thi đấu trên võ đài thì anh ấy tỏ ra rất là yếu ớt trước đối thủ, chỉ trụ được 30 giây. Thế là có một anh xem tivi mới bảo là mẹ như này cũng đòi đi thi đấu solo, ta đấm phát chết. Thế là mới hẹn thách đấu. Hẹn thách đấu thì cái anh mà hẹn thách đấu đấy thì so với anh ở trên tivi thì cũng chỉ được 30 giây. Lý do bởi vì sao? Bởi vì cái người mà đã lên tivi rồi ấy là người ta đã được huấn luyện rồi, người ta trải qua nhiều năm rồi, nhiều trận chiến rồi, người ta mới ở vị trí đấy. Cho nên mà khi mà các bạn làm việc gì ấy, thì các bạn hãy hỏi xem là cái đối thủ của mình ấy, họ được huấn luyện chưa, họ được huấn luyện bao nhiêu lâu rồi. Hôm trước có một bạn bảo là em có thể là bán tốt hơn cái bạn kia rất nhiều nếu như mà em tập trung, em xử lý tốt. Anh mới bảo là thực ra thì không bao giờ em bán được hơn bạn ấy, vì bạn ấy là đã có quá trình trải nghiệm rất lâu rồi. Người ta làm 2 năm, 3 năm rồi, người ta đã tiếp hàng trăm, hàng nghìn khách rồi. Mình mới tập tành, mình mới có tiếp được 10, 20 khách. Thì trừ trường hợp bạn là siêu nhân, bạn rất xuất sắc, bạn là thuộc cái lớp mà 0,05% dân số thế giới thì bạn có quyền nghĩ đến, mơ đấy. Nhưng mà nếu mà bạn thực tế hơn ấy, thì bạn hãy nhìn là thời gian huấn luyện của mình được bao lâu rồi, mình đã được huấn luyện chưa, mình được đào tạo chưa. Lúc nào cũng phải luôn luôn nhìn nhận là mình đã được trải qua, được huấn luyện chưa, thì các bạn sẽ biết là mình là ai, mình ở đâu. Được huấn luyện này cũng đồng nghĩa các bạn phải hiểu là các bạn phải nhìn nhận bản thân mình ấy. Mình có phải là người dễ huấn luyện không? Cái người thành công ấy, theo các bạn là người dễ huấn luyện hay người khó huấn luyện? Hả? Dễ huấn luyện. Cái đội mà kiếm được nhiều tiền ấy, anh đi học các khóa cốt, tức là trong cái đội, cái nhóm đấy toàn là những người mà có tài sản vài chục tỷ trở lên. Thì anh học được một điều ấy, là cái đội đấy bảo nó rất dễ nghe, rất dễ nghe. Nó không như những cái đội mà kiểu học miễn phí đâu, hoặc là những cái bạn mà anh tiếp xúc qua rất là nhiều lớp nhân sự rồi. Anh biết là có những cái bạn nhân sự vào rất khó đào tạo, rất khó huấn luyện, xong rồi cũng chả thành cái gì cả. Tức là ví dụ mình bảo nó đấy là bước 1, bước 2, bước 3, bước 4 làm như này này, thì nó cứ cãi: anh ơi, em phải bắt đầu từ bước 2, bước 1 anh biết rồi, trải qua. Hoặc là: anh ơi, em thấy bước 1, bước 2 thì được, nhưng mà bước 3, bước 4 em nghĩ không cần thiết, thôi em làm luôn bước 5. Đấy, nó kiểu như thế. Nhưng rất khó bảo, rất khó dạy. Rồi, tư duy tiếp theo, cái này rất hay, đặc biệt hữu ích với những bạn đang làm boss, đang làm quản lý. Nó có một cái tip này, gọi là tip này, gọi là tip để mà khi mà mình phàn nàn ai, mình chỉ trích ai, mình chê bai ai, thì nó có cái tip này này. KFDB, tạm dịch gọi cho nó dễ hiểu ấy, cái tip này gọi là tip khám phá đàn bà. Để sao mà cho nó dễ nhớ. K này là knowledge, tức là biết, kiến thức. Ví dụ như này: khi mà mình thấy một đứa nhân viên mà nó nói láo với khách hàng, mình sẽ bảo là: hôm nay anh đã nhìn thấy em
nói láo với khách hàng. Thì đây là K, tức là kiến thức là thứ mình biết. Bước tiếp theo, nói tiếp theo. F là feel, cảm thấy. Hôm nay anh đã nhìn em nói láo với khách hàng và anh cảm thấy cái hành động đó là không cần thiết. Đấy, mình nói cái điều mình cảm thấy. Và trong cái này anh em có một lưu ý là tách biệt con người với hành động nhá. Lúc nào mình cũng, nếu mà mình nói, mình phàn nàn nói thì mình chỉ nói về cái hành động của nó không tốt thôi. Đừng có nói là con người nó không tốt. Đừng có bảo là tốt nghiệp đại học rồi mà ngu. Tốt nghiệp đại học mà ngu nó không liên quan đến nhau. Đấy, mà chỉ là cái hành động nó của nó ngu thôi. Đấy, anh đã cảm thấy hành động đấy không cần thiết. D là do, là bảo nó nên phải làm gì này. Lần sau em nên nói với khách về những điều em muốn, hoặc lần sau em nên nhờ một bạn khác vào xử lý cùng em. B là believe, là tin. Anh tin là lần sau em sẽ xử lý tốt hơn. Đấy, đây là công thức cho sự phàn nàn. Chú còn thấy nó làm sai xong rồi cáu loạn lên, xong chửi linh tinh, xong rồi cuối cùng nó hỏi thế thì vậy thì anh muốn gì? Nhiều ngại lắm. Thì đây cứ công thức đấy mà áp dụng. Công thức này công thức khám phá đàn bà. Trong mọi trường hợp đấy, nếu thấy nhân viên của mình làm sai, nếu thấy ai đó làm sai, muốn sửa cho người ta thì cứ nói theo những cái bước này, nó nhẹ nhàng. Dụ, anh đã biết là mày không check in trước 6 giờ. Anh cảm thấy hành động đó là rất đáng tiếc. Đến đùa. Đấy, lần sau mày nên hẹn giờ bằng 2 điện thoại, mua thêm cái đồng hồ báo thức nữa là 3, đặt điện thoại đổ chuông để partner còn gọi. Anh tin là lần sau không bao giờ mày dậy muộn nữa. Đấy, chứ còn bình thường mình sẽ nói là có mỗi cái việc dậy sớm thôi mà cũng không làm được. Đấy, kiểu thế đúng không? Tự dưng mình nói theo công thức này nó làm con người mình lịch sự lên rất là nhiều. Đấy, anh em sau thử áp dụng nhá. Hỏi nhá. Quỳnh Anh à, ly nước này đầy hay vơi? Vơi. Ok. Tuấn Anh à, ly nước này đầy hay vơi? Vơi. Vơi rồi. Nga nào, ly nước này đầy hay vơi? Bình nào, ly nước này đầy hay vơi? Được học rồi, được đào tạo rồi. Đúng rồi đấy, ly nước này là ly nước mà mình bảo nó đầy cũng đúng, mà nó vơi cũng đúng. Nhìn đơn thuần thì nó là vơi, nhưng nếu bảo nó đầy thì nó là đầy một nửa. Thì trong cuộc sống mình cũng thế, là đôi khi là mình đã có những thứ nó đầy sẵn rồi, nhưng mình không trân trọng, mình không nhìn vào cái phần đầy đấy, mà mình cứ nhìn vào cái phần vơi, mình cứ nhìn vào phần thiếu xong mình buồn. Đáng ra mình phải nhìn một cách tổng thể là à, nó đã đầy cho mình được bằng này rồi, mình đã có bằng này rồi, mình phải biết ơn nó. Ví dụ như là bố mẹ có thể nuôi mình từ bé đến giờ mười mấy hai chục năm, nhưng mà có khi là chỉ cần không mua cho cái điện thoại, không mua cho cái xe thôi, không cho tiền xây nhà thôi, không cho tiền cưới vợ thì giận. Cái loại đấy là loại vơi một nửa, là loại mà luôn chỉ nhìn vào cái điểm thiếu thôi.
đấy là các bạn có hai lựa chọn. Một là các bạn nhìn vào cái phần thiếu thì lúc nào mình cũng buồn, lúc nào cũng trong trạng thái là sao lại bất công thế, sao lại khổ thế, sao mình lại bị đối xử như thế. Còn nếu như bạn nhìn vào là bạn đã đầy một nửa rồi, bạn chỉ còn thiếu một chút nữa thôi, thì là cuộc sống hạnh phúc. Rồi một tip tiếp theo nhá. Tip này hay này. Tip này là tip chỉ nói khách quan, ít đưa ra ý kiến chủ quan. Nếu như là ý kiến chủ quan ấy thì thường là ý kiến tích cực. Ví dụ anh gặp Hà, anh bảo Hà dạo này gầy thế. Chứ phần khách quan ở đây ý, thì nó là con Hà, nên mình phải gọi tên đúng nó là con Hà, thì đấy là phần khách quan rồi. Còn cái phần chủ quan ở đây ý, mình đưa ra đánh giá ấy, là gầy thế, đấy là cái phần chủ quan. Thì nhiều khi cái ý kiến chủ quan của mình ấy, nó chạm vào lòng tự ái của người ta. Nó là những thứ mình đánh giá phiến diện, đánh giá chủ quan, nó không đúng. Nên là nhiều khi là mình không được quý, là bởi vì mình cứ hay đưa ra những cái ý kiến chủ quan kiểu như thế. Cho nên trong cuộc sống này đa phần là chỉ nói khách quan thôi. Mà nếu như đưa ra ý kiến chủ quan thì thường là khen. Bài khen thì có trên TikTok rồi đấy. Tư duy một trạng, tư duy này cũng quan trọng. Này, những bạn ở Panhome lâu thì đã được biết hết rồi. Tư duy một trạng. Thì bây giờ anh bảo anh khát nước, thì anh bảo Huy ơi cho anh lon Coca để anh uống. Thì trường hợp nếu mà Huy đưa cho anh lon Coca để nguyên á, thì anh phải mở nắp ra anh mới uống được đúng không? Còn nếu như mà Huy, anh bảo là đưa lon Coca để anh uống mà Huy mở nắp luôn mới đưa cho anh uống được luôn, thì đấy là tư duy một trạng. Hay ví dụ anh bảo là đây anh đang cần viết cái này, cho anh mượn cái bút, thì người bình thường là chỉ đưa cái bút không thôi. Còn nếu mà học tư duy một trạng rồi thì sẽ biết là bấm cái đầu bút lên để viết được luôn, đồng thời là đưa cái phần mà người ta cầm được ấy quay lại. Là khi mà người ta cầm vào bút là người ta không phải xoay lại nữa, người ta không phải bấm nữa, mà người ta viết được luôn. Thì đấy là tư duy một trạng. Hay ví dụ đấy, người ta bảo là mượn con dao chẳng hạn, mình lại cầm vào cái đầu dao xong rồi, mình cầm vào cái chuôi dao xong rồi mình đưa cái đầu cho người ta, thì đấy là người chưa được học. Còn người được học là nó sẽ biết là cầm vào cái đầu dao rồi đưa cái chuôi về phía người ta là người ta cầm vào, người ta sử dụng được luôn. Cái này áp dụng cho khách hàng ấy, cái này cực kỳ quan trọng. Khi mình áp dụng cho khách hàng ấy, anh ơi anh cọc đi, anh ơi anh cọc luôn này đẹp lắm. Cái đội mà được học tư duy một trạm rồi ấy, nó sẽ biết là anh ơi anh cọc đi, có nghĩa nó hiểu là nếu như khách muốn cọc ấy, thì bây giờ khách cần tài khoản, cần số tài khoản, cần nội dung chuyển tiền, cần số tiền. Thế là cóp tất những cái đấy là gửi sang cho khách, thì khách chỉ việc cóp vào xong gửi cho mình thôi, khách không phải nghĩ nữa. Thì đấy là một trạm ấy. Ngày xưa anh còn hay phải chuyển tiền ấy, các bạn cứ giục là anh ơi anh chuyển tiền cho em, thì ông nào mà tư duy một trạm ấy mà ghi luôn cho anh là số tài khoản này, số tiền này, nội dung anh chỉ việc cóp rồi anh dán vào ấy, thì là tí cái là nhận được tiền ngay. Còn nếu mà không ghi á, thì là nửa ngày, có khi một ngày, có khi bận quên, mấy ngày nữa mới chuyển. Thì anh em biết cái tư duy một trạm đấy thì sau rồi thế mà dùng. Dùng được cái tư duy một trạm này là đảm bảo là sẽ được đánh giá là tinh tế, là chu đáo, là lịch sự. Tư duy tiếp theo này, tất cả anh em chiến binh Panhome hay những anh em khác ngồi đây, khi mà các bạn đến Panhome á, thì các bạn tư duy cho anh là nếu như ở đây điều gì mà chưa có thì mình sẽ là người tạo ra nó. Ví dụ các bạn rất là thích đá bóng nhưng mà chả thấy công ty có đội bóng gì cả, chả thấy phong trào gì cả, thì mình đứng lên mà kêu gọi, thấy công ty chật không có chỗ ngồi thế, đứng ra mà sắp xếp, đứng ra mà kê bàn kê ghế, đứng ra mà tư duy xem sắp cái nào vào chỗ nào để cho ngồi cho nó tiện, nó thoải mái, đứng ra mà đề xuất mua thêm bàn thêm ghế. Thì đấy là cái gì không có là mình tạo ra đấy, chứ đừng đợi chờ người khác. Thấy mình chưa được giúp đỡ nhiều, thấy mình chưa được chỉ bảo nhiều, thấy không ai kêu mình, không ai dạy mình gọi khách, thì phải chủ động mà đề xuất với người đưa mình vào này, đề xuất với người giới thiệu mình này, đề xuất với giám đốc kinh doanh này, với trưởng phòng này. Cái gì không có thì mình phải là người tạo ra. Tư duy tiếp theo đấy là thực dụng thông minh. Ai làm gì cũng có mục đích hết, ai ở thế giới này cũng là người thực dụng hết. Nhưng mà có những người thực dụng ngu đần và những người thực dụng thông minh. Những người thực dụng ngu đần là gì? Là những người tư duy là chỉ vì mình thôi. Còn những người thông minh ấy, là những người hiểu là mình muốn vì mình ấy, nhưng mà mình phải vì người khác trước. Phải giúp đỡ người khác, sau đó người khác sẽ quay lại giúp đỡ mình. Phải chia sẻ cho người khác, sau đó người khác sẽ chia sẻ cho mình. Thế nên đừng chỉ bo về mình. Một tư duy tiếp theo này, tư duy này rất là quan trọng để bạn trở thành ai trên cuộc đời này. Đấy là luôn biến mình thành niềm hy vọng của người khác. Bạn xuất hiện ở bất cứ cuộc chơi nào, bất cứ tổ chức nào, bất cứ nơi nào, mình luôn phải là niềm hy vọng cho người khác. Ví dụ các bạn là một team đang làm khách với nhau, thì có phải là những người đồng đội khác trong team rất mong muốn mình chốt được đúng không? Họ vừa mong muốn họ chốt được và họ cũng mong muốn mình chốt được nữa. Thế anh em hãy cày cuốc, hãy làm sao để bản thân mình phát triển, bản thân mình học hỏi được nhiều nhất, bản thân mình làm nhiều nhất để mình chốt được, để mình mang lại niềm hy vọng cho người khác. Đấy, hay ví dụ trong cuộc nhậu cũng thế.
Với mình phải là người khuấy động phong trào, mình phải là người nhiệt tình, đấy, mình phải là cái người mà người ta luôn nghĩ là cuộc nhậu này là phải có mình nó mới vui, phải là niềm hy vọng cho người khác. Ở tổ chức nào cũng thế thôi, ở đội bóng cũng thế, cũng luôn phải là niềm hy vọng cho mọi người. Ở công ty cũng thế, cũng phải là luôn là niềm hy vọng, luôn là người mà có thể là chăm khách tốt nhất, có thể là người chốt tốt nhất, có thể là người bao quát được nhất, có thể là người đào tạo giỏi nhất, có thể là người kết nối giỏi nhất, luôn là niềm hy vọng cho người khác. Đừng phàn nàn, vì trong cái lúc các bạn phàn nàn ấy là mình đã mất năng lượng vào đấy rồi, mình đã mất thời gian vào đấy rồi. Mà lẽ ra mình để cái thời gian đấy để mình tư duy là làm thế nào để mình không phải dính lại phải cái việc mình phải phàn nàn đấy nữa. Có một câu chuyện như này, ông Richard Branson ấy, ông là một triệu phú người Anh, ông ấy tạo ra một cái hãng hàng không, bây giờ nó cũng là hãng hàng không số 1 của Anh, nổi tiếng khắp thế giới. Mà ông ấy tạo ra ở trong cái một cái buổi tình cờ như này, tức là hôm đấy ông ấy lên đảo thì cái máy bay mà bay đến đảo á, nó lại bị sự cố, thế là mọi người bị trễ chuyến bay. Thì đa phần các người khác là kêu ca phàn nàn và làm sao lại không có chuyến, làm sao lại bị trễ, làm thế nào để về. Thì lúc đấy ông ấy nghĩ ra ấy, là thay vì mình phàn nàn thế, ông ấy đứng ra ông tập hợp một đội, tức là ông đeo cái biển ghi vào đây, thì ông ấy tập hợp được một đội, thuê máy bay và thuê hẳn một cái máy bay mới đến cái đảo đấy, thế là giải quyết xong việc của mọi người, cũng xong việc của mình luôn. Đấy, trong trường hợp đấy nếu như mà đứng mà phàn nàn mà kêu ca thì cũng đợi như bao người thôi. Cho nên là trên thế giới này ấy, là vấn đề gì mà mọi người kêu ca ấy, thì có thể đấy là cái mà mình kiếm được tiền ấy. Anh em là doanh nhân, anh em là những người kinh doanh, thì anh em luôn tư duy là khi mà thấy ở đâu kêu ca, ở đâu phàn nàn, đâu vấn đề ấy, thì khả năng là mình kiếm được tiền ở chỗ đấy. Việc của mình là giải quyết cái vấn đề đấy thôi mà. Cho nên đừng kêu, mình mà kêu là mất cơ hội kiếm tiền, mất thời gian, mất năng lượng. Không kêu mà hãy tìm cách làm sao để giải quyết vấn đề. Lúc đấy lại trở về cái tip gì nhờ anh em? Tip gì ban đầu á? Đầu tiên á? Đúng rồi, tôi muốn. Gặp vấn đề thì lúc đấy lại nghĩ là tôi muốn gì? Trong cái bài tinh thần doanh nhân ấy, bài đấy anh sẽ đào tạo sau. Nhưng một phần của nó là có một cái đấy là doanh nhân ấy, cái việc đầu tiên cần phải làm đấy là rèn luyện ngôn ngữ. Mình phải có tư duy là không nói xấu người khác, không nói xấu sau lưng thì mình mới rèn luyện được ngôn ngữ. Thì lời nói của mình nói ra nó mới cẩn trọng hơn, tốt hơn, người khác sẽ đánh giá mình cao hơn. Tức là khi bạn nói xấu một ai đó thì người ta hiểu rằng là có thể ở một nơi khác bạn cũng nói xấu chính họ như thế. Hoặc là nếu như khi mà cái người mà bạn nói xấu sau lưng ấy, người ta nghe được cái thông tin từ bạn ấy, thì người ta không còn tôn trọng bạn nữa, không còn thích bạn nữa, cũng ảnh hưởng. Đấy, và có những cái thì mình rất thích nói nhưng mà mình phải nghĩ kỹ là có nên nói hay không. Có một cái câu này để anh em có thể tư duy này. Những cái việc gì mà mình nghĩ là nên nói hay không nói thì tốt nhất là không nói. Còn những việc gì mà mình nghĩ là nên làm hay không làm thì tốt nhất là làm. Đấy, cái đấy là mang ra để tư duy thôi nhá. Mang ra để tham khảo thôi nhá. Chứ đừng nhất quyết trường hợp nào cũng thế là chết đấy. Đấy, có cắm sổ đỏ để tất tay không? Anh Đức dạy là... À, có một tư duy này nữa. Đó là tư duy cảm thông với người khác. Cái này anh mới có được cái tư duy này từ cách đây tầm khoảng 2 năm. Cái này của anh Web 5 ngày anh ấy chia sẻ mà sau khi mà nghe xong thì mình cũng ngộ rất là nhiều. Đấy là ngày xưa ấy, anh hay kiểu thế ăn xin ấy. Thế ăn xin là mình ghét. Mình nghĩ là có sức khỏe mà không làm, đầy người còn khổ hơn ông, khổ hơn bà ấy, mà người ta vẫn phải đi làm, vẫn phải kiếm tiền, chứ người ta có ngửa tay đi ăn xin đâu. Mình ghét ăn xin, không cho. Nhưng mà sau khi mà anh học được cái tư duy cảm thông này thì anh không còn thấy ghét họ nữa. Bởi vì trong đấy nó dạy rằng á, là cái người mà người ta đang đi ăn xin á, là cuộc đời người ta đã chịu rất nhiều cái khổ đau rồi. Cả ngày người ta phải chịu dày vò rồi. Khổ là một chuyện rồi, nhưng dày vò về mặt lương tâm. Rồi cũng có bao nhiêu người khác cũng nghĩ về họ như mình đang nghĩ về họ. Họ cũng muốn kiếm tiền lắm chứ, họ cũng muốn giàu có mà. Họ cũng muốn nỗ lực, nhưng họ đang không có cơ hội. Còn chưa chắc là nếu như mà giao cơ hội cho họ, họ đã không chịu làm. Mình được đánh giá phiến diện như thế. Thì đấy, và cái việc của mình ấy là ngày hôm nay hãy tạo cho họ một niềm vui. Thì bạn cứ cho tiền họ đi, tạo cho họ một niềm vui. Biết đâu cái sự khích lệ của bạn ấy lại giúp đỡ được họ. Đấy, chỉ đơn giản thôi. Thế là từ đấy về sau là anh không thấy ghét ăn xin nữa. Anh cũng thấy là phải cảm thông với những người như họ. Rồi là sau này anh tư duy rộng hơn thì anh biết cảm thông với những người khác. Ví dụ anh em đi gửi xe chẳng hạn, bảo vệ nó quát mình. Đấy, nhưng mà anh em cũng phải thấu hiểu cho họ là bây giờ lương thì ít, việc thì vất vả. Sao mà có ai để quát đâu, chỉ quát được mỗi mình thôi mà. Gặp sếp thì run
như cày sấy luôn. Nhưng phải thương họ, cảm thông với họ, đừng trách họ, cười thôi, ban tặng cho họ một nụ cười và làm đúng như những gì họ chỉ đạo, tạo cho họ một niềm vui. Thì đấy, với những người khác anh em cũng thế. Đặc biệt là đây, những cái bạn mà bây giờ đã có thu nhập vài trăm triệu, vài chục triệu một tháng thì càng phải cảm thông với những người xung quanh mình. Tư duy tiếp theo là không thị uy với người khác. Kiểu này á, kiểu tao là người đưa mày vào đây được thì tao cũng có thể đuổi mày được. Đấy là một kiểu thị uy, không ngờ được thị uy với người khác. Hoặc là tao có quyền như này ấy, mày mà không làm là mày chết với tao. Đấy là một dạng thị uy, không ngờ được thị uy. Với khách hàng cũng thế thôi. Nếu mà mình thị uy, mình bảo là hôm nay mà mày không mua thì mày, thì tao cho bán cho mày. Đấy là một dạng thị uy. Nhưng thay vì đó mình phải sắp xếp lại ngôn từ, đúng không? Mình được học trong trong bài chốt, đấy là kết thúc gì nhỉ? Tối hậu thư. Là mình sẽ nói bằng cái ngôn từ nhẹ nhàng hơn, là xin lỗi là nếu như anh chị không mua thì em xin phép được phục vụ anh chị ở dự án khác. Còn nếu thị uy thì mình sẽ bảo là mày mà không mua hôm nay thì tao đéo bán cho mày nữa. Thì trong cuộc sống này, nếu mà anh em mình mà thị uy với người khác ấy, là người ta rất ghét mình luôn. Hôm nay có thể người ta là lính, người ta là nhân viên mình, người ta đang phải kiếm tiền thì người ta chịu nhịn. Chứ nếu như một ngày có cơ hội bằng nhau á, là người ta sẽ không hợp tác với mình đâu. Cho nên chỉ nói ở trên góc độ là em ơi, bạn ơi, anh ơi, cố lên một chút. Hay là anh ơi, bạn ơi, có thể giúp đỡ tớ việc này được không? Là nó khác luôn. Khác luôn là nếu mà mày không làm thì tao đuổi. Người giàu biết đón nhận, còn người nghèo không biết đón nhận. Anh em phải học cách đón nhận. Ví dụ được khen thì mình phải nói vâng, em cảm ơn anh. Nếu như mình không biết nói gì thêm chỉ nói đơn giản thôi. Còn nhiều người thì người ta không biết nói gì thì người ta lại nói câu là ui, anh cứ khen khách sáo. Nó kiểu thế, là kiểu không biết đón nhận. Hoặc là thôi anh cứ nói quá, em đâu được như vậy đâu. Mình có thể mình khiêm tốn nhưng mà thành ra như thế là mình không phải là người biết đón nhận. Hay ví dụ là khi được cho tiền, nhiều bạn ngại không dám lấy, không dám đón nhận. Thay vì thế mình hãy tư duy à, hôm nay bạn cho tôi rất biết ơn vì điều đó. Ngày sau nếu như có cơ hội, tôi sẽ cho bạn gấp 5, gấp 10. Tôi sẽ trả lại bạn gấp 5, gấp 10. Thì đấy là tư duy đón nhận. Nhiều người cho tiền không dám nhận thật mà. Không dám nhận sự giúp đỡ của người khác vì sợ là sau này mang ơn phải trả. Tại sao không nghĩ là hôm nay có thể là mình yếu thì mình nhận ơn của họ, sau này mình có cơ hội mình đền cho họ gấp 5, gấp 10. Chả sao cả. Thì đấy, tư duy là người giàu biết đón nhận, người nghèo không biết đón nhận. Tư duy tiếp theo này. Ngày nắng mà không năng hỏi thì ngày mưa đừng có mượn ô. Tức là cái mối quan hệ nào cần quan hệ là các bạn phải quan hệ trước đi. Phải quan tâm người ta vào, săn sóc người ta vào. Đừng có đợi đến khi mà cần có việc thì mới nhờ. Muộn rồi, xa rồi. Ví dụ trong nhà có một bà bác làm bác sĩ chẳng hạn, thì phải để ý quà cáp, rồi mừng tuổi, rồi sinh nhật các thứ chúc, rồi thỉnh thoảng ngày lễ, ngày Tết gì đấy gọi điện về chúc đi. Từ trước đến giờ chưa giờ làm thì bây giờ làm đi. Làm đi thì khi mà các bạn có việc, các bạn ốm đau ấy, các bạn điện cho họ thì nó rất là thân tình, là mình đã cho đi trước rồi. Nhưng mà chả bao giờ gọi điện hỏi han. Tự dưng có việc lúc đấy ốm lăn đùng ra không nhờ được ai, mới bắt đầu gọi hỏi nhờ người ta tư vấn. Thì lúc đấy tất nhiên là người tốt thì người ta vẫn tư vấn thôi. Nhưng mà nó không vui bằng việc nếu như mà trước đấy mà nó đã có mối quan hệ, có mối thân tình từ trước rồi, có những sự trao đổi kết nối từ trước rồi thì nó vui hơn rất là nhiều. Đấy, thì anh em nhớ tư duy đấy nhá. Với tất cả những cái mối quan hệ hiện diện 100%, tức là khi các bạn xuất hiện ở đâu ấy, các bạn đang ở trong cái cuộc trò chuyện, đang trong cuộc vui nào ấy thì tập trung 100% vào đó. Hay là đang đi học ấy thì tập trung nguyên 100% vào học thôi. Đừng vừa học vừa làm việc khác, vừa check Face, check Zalo, check TikTok, hay là nó chưa gấp với cái việc trao đổi với khách hàng nhưng mà cũng cứ xem lại thông tin khách hàng. Thì xin thưa là những cái việc như thế thì nó vừa làm cho là bạn học cũng không hiệu quả, không tập trung, mà cái việc khác bạn làm nó cũng chẳng ra gì đâu. Cho nên tập cái thói quen là mình đã xuất hiện ở đâu, đã làm được gì thì mình hiện diện 100% ở đó. Ví dụ hai người đang nói chuyện, ví dụ anh đang nói chuyện với Hải chẳng hạn, Hải đang nói rất say sưa, anh cứ lướt, nói đi, cứ trao đổi đi, anh vẫn đang nghe này. Cái thái độ kiểu như thế thì sau này đừng trách là họ không tôn trọng mình, vì mình có tôn trọng họ đâu, mình có hiện diện 100% đâu. Cho nên các bạn chiến binh làm việc với anh ấy thì tất cả những khóa họp như này, nếu như mà không có việc gì quá bận thì sắp xếp để đi học, để hiện diện 100% thì sẽ học hỏi được nhiều nhất. Đấy, đừng vừa học vừa nghịch điện thoại hay là vừa chú tâm các cái khác, là hai việc nó đều không có kết quả tốt. Việc gì mà các bạn có thể làm trong 2 phút là xong thì làm luôn, không nghĩ, không đợi một tí, không để mai, cứ việc gì mà xử lý được trong 2 phút thì làm luôn. Ví dụ uống một cốc nước có đến 2 phút không anh em? Không đến 2 phút là uống luôn, chứ để lúc nữa mình quên, có khi mình không uống. Gọi cho khách, có những cuộc gọi để chốt thì mình cần tư duy nó kỹ hơn một tí để sắp xếp ngôn từ. Nhưng có những cuộc gọi mà nó không quan trọng đến mức độ đấy, mà cái việc của mình là bắt buộc là phải gọi để thúc giục, thì trong đầu mình nó hay sợ, nó hay bảo sắp xếp và từ từ đợi mình sắp xếp kỹ một tí rồi mình gọi. Nhưng mà lúc đấy các bạn tư duy luôn là việc gì làm trong 2 phút là gọi luôn, bốc máy lên gọi luôn, xử lý luôn. Thì đấy là tư duy cuối cùng nhá. Thì đấy, còn rất nhiều tư duy nữa nhưng mà anh chưa nghĩ ra. Lúc nào nghĩ ra thì sẽ có phần 2 đào tạo tiếp.